để nhà rồi. Sao kỹ ta? Gì dạ, bị gì dạ? Bị để cổ hỏi mình. Không, để lại đi, hỏi tự đứng hả? Xin chào tất cả anh em đến kênh Ngự Bình Vlog. Thì hôm nay buổi xí xế chiều thì có mấy em ở đâu qua ta? Mấy em ở đâu qua hả? Bình Quy rồi. Là ở bên Tiền Giang mình phải không? Dạ. À. Em ở dưới Phú Quý à. Em Nhị Quý. Em Nhị Quý. Ủa mấy đứa đi học về hay vậy? Dạ đúng rồi. Đâu tụi em? Đâu? Hai em không đi học thì. À tụi em không đi học thì anh Bình ơi. Qua đây. Gì vậy? Hai em cứ học. Rồi tới. Cái này nữa nè. Thấy rồi. Đây là anh Bình. Đây Bình. Đây Bình. Đây Bình. Đây Bình. Đây Bình. Để quay review của mấy mấy xe này cho mấy anh em coi thử coi mấy em có đổ cái gì nha. Ở xe đầu tiên của ai hả? Của em. Thánh bùa, thánh chùa, thánh chùa. Đổ cái gì hả? Thánh đồ bùa. Thánh đồ bùa. Để coi em mày đổ cái gì hả nha. Ô, ấy. Em đổ của mình hả? Cái sao em? À, cái chiếc này được đổ thêm cộng dây dây giục xe nha anh em. Còn cái mình đứng gớt nha. Đó, lủng lẳng rồi. Rồi cái này cắt cái dép lò của bà ngoại nè, phải không? Bỏ về nha. Cái dép lò của bà nội. Vừa nữa. Dép của bà nội đi chơi á. Đây nghe, đây nè. Dạ. Nào chiếc Tết cha đạp bánh luôn. Nó. Gì em lại. Dạ chậm đi chứ. Dạ đập nát. Anh đây nè, anh Bình quay cam đây nè anh Bình. Đâu đâu. Bé của bà. Đập luôn, ủa đập luôn đầu đèn luôn hả? Đó đó. Bơ đó. Muốn nét luôn mà. Anh Bình, qua rồi anh Bình, qua giấu cha rồi đó. Tới giáo rồi, tới giáo rồi, tới chị kìa. Giấu cha giấu mẹ đó. Qua rồi. Rồi qua rồi. Dạ. Má, coi con bơ nào. Bơ dạ? Bơ dạ? Rồi, đứt luôn. Rồi. Rồi, sức luôn rồi. Rồi, chạy về, số bài em ơi. Rồi, bữa nữa. Rồi, sức luôn cái gì em ơi. Rồi, lội ra luôn rồi kìa. Đó, bò này, con ngàn, nhỏ. Sao bé em lọt ngoài luôn kìa? Dạ. Sao lọt ngoài luôn vậy? Nó gãy đứt chi gốc quá, em xem. Rồi, tới một chuyện luôn. Máu không? Bữa. Ê, cậu này sao nó bị sức luôn nè? Xe công nghệ bông bãi, mấy ông. Xe bò này có đi độ nha anh em. Để cho em này quay xe thử cho anh em tiếng luôn, giữ không nha. Năm cộng gì không hả? Ghê em nội. Dữ á. Ê, thấy cái này để Nam Bình mà chạy 4 bình nha. Thấy cái câu 4 bình à. Vậy như câu á. Ê, cái yên của em ốc đâu rồi. Sao không bốn bình. Đó rồi, đó rồi. Bốn keo nghe anh em. Chị dữ luôn á. Cao. Xe chạy đuổi cao. Cao. Xe bựa. Xe bựa nè. Cái đầu đèn con nguyên. Anh Bình. Nè, rồi, cái gì đó. Gọi chú hả, đụng luôn. Nhung cái đụng đất luôn. Đụng đất luôn hả? Rồi. Ghê hả? Xe rồi nè, em gắn mão vô khoan ra, khoan ra, khoan lại là xe này có bị bỏ hết anh Bình. Ê, cái xe của em, ông nào hả? Của em, nghe của em Bình. Ê, em khoan lỗi anh chi hả? Em khoan gắn mão anh Bình. À, khoan gắn mão hả? Rồi này là té xe bể mặt kính rồi nha anh Bình. Vừa á. Chó, chó dí, té xe bể mặt kính rồi. Đục chó hả, ghê em rồi, xe chị nóng lạnh hả? Thì mình giới thiệu cho anh em một cái mâm sơn nhà nha anh em. Đó, ủa, chắc này mình nghĩ là em mới tự sơn nè. Thôi phải rồi, không? Xe chiến đến anh Bình. Xe sơn ở nhà. Phụt dính cất. Bừa nữa. Phụt mày bị dính cất. Ê, sao sơn quá xe mà sao nó dính cái phụt này nè. Dạ, em sơn tự nhà mà em phá anh Bình. À, giờ sơn thì phá nha, khá dữ quá. Anh Bình, cục bo em dẹt ra, em dục, sửa lại, nó lấy sửa lại sẽ tiếp. Đúng rồi anh Bình. Cục bo em làm bị đề bị hư. Sửa đi, còn chạy được luôn hả? Đúng rồi. Hay ta. Làm bị đời bị hư. Rồi anh Bình đồng hồ thấy ba bảo nhà em lấy cục bo xài tiếp. Đồng hồ thấy ba bảo anh Bình. Đồng hồ tao không bay bổng hơn nữa nè. Có đồng hồ nè. À nó. Má nó bay bổng. Bữa nữa. Rồi cái này là yên rảnh qua lấy dao hẻo nè. Yên này là yên chó cắn. Nè. Đâu, đâu mà. Sao đúng lỗ kìa hả? Đâu mà. Không phải cái hàng nào xe ô con nào dài quá đút vô á. Bữa nữa. Đút mấy lần rồi. Dẹp em dục. Chạy trong nhà em lấy cục bo xài tiếp. Xin yên luôn kìa. Không biết này không có băng ốc lên mình. Ê cái này xài cục bo đen phải không? Dạ. Bo đen. Bo đen với em chạy lỗi vô gọng. Dạ lỗi 8 cộng zin. 8 cộng zin hả? Dạ. 5 bình hả? Dạ đúng rồi. Ê cái đèn gì nữa phải không? Dạ nhưng mà đèn không cháy anh Bình ơi. Em gắn làm chân cảnh. À cái này em mày sơn xương xương với anh em.
đó, xương 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 chỗ có chỗ không nha. Để cho em này quay xương xương thử cho anh em nghe tiếng á. Đồ chìa khóa có coi đồ móc vô quần không kìa, đóng lạnh thì chứ. Đi ra mày. Rồi. Cứ vô dắt quần nghe anh em. Đau quá. Kìa. Kìa. Nghe tiếng như giỡn bên mình nó quấy xèo anh mình thui chứ. Xe hết điện rồi, xe hết điện rồi. Hết điện hết điện. Đây lấy xe của ông ở đây nha. Đây nè, đây đây gì chứ là cho nè, mẫu nè. Nè, cái này là sơn xịt nè anh Bình. Sơn bền, sơn nè, em hỏi em sơn màu trắng nhưng mà em quên lấy cà ra em sơn luôn. À, sơn trọng lên hả? Đúng rồi, em anh Bình bỏ lại sơn cỏ đi anh Bình. Anh Bình. Cái gì? Con Bình nè. Cái gì đó? Sơn cỏ nè. Sơn cỏ nè. Công nghệ bay rõ. Công nghệ trồng cây luôn kìa. Còn nữa anh Bình. Công nghệ đây. Cái gì vậy che? Công nghệ đây. Rồi tới gáo rồi. Cái gì á? Thuộc. Rồi, chạy một hồi nữa. Đấy, em test thử rồi. Chạy xém nó lọt đìa thôi anh Bình. Ê, giữ ống nước kìa, thì đạp nước kìa. Lọt đìa luôn hả? Đúng rồi. Sao cái ốc vô đây? Xém lọt đìa thôi anh Bình. Anh đùi cái gì không nổi. Anh Bình, anh Bình, kia nè. Kia nè. Cái lát nữa Bình, cái lát rồi. Được. Cảm ơn anh Bình. Ok, tôi đâu, kia đâu, kia đâu. Không nổi. Ờ, cái Yên lấy đội đầu luôn kìa. Không có ngáo rồi đó, xe cho ghệ đó. Ngáo rồi ghệ. Vừa nữa. Thấy không, xe cho ghệ đó. Xe này có cặp tay hắn, có con ốc titan màu đen đen nè. Ủa, xe đi lỗi mấy chồng hả? Dạ, xe lỗi đi bình thường anh ơi. Chiếc bà nó nãy bị gì ta? 7 cộng. Công nghệ gì ta? Ê, đậu rồi, không dứt tay hắn vô đó. Công nghệ gì ta? Công nghệ gì không nổi? Công nghệ thay máy ốc nè. Hổm em nhắc cái tay cầm. Cái này nó gỡ hồi xíu luôn cái tay gỡ vậy. Hổm em gắn cái Daytona vô, gắn sao rồi cái nó đứt luôn anh Bình. Các bạn, cái mẫu nè. Em Bình, có ốc đi ta đây mà em Bình. Dạ, ốc đi ta anh trời. Ta tự nhiên gắn cái này nè, để em muốn câu gì đó đây nè nó. Không, mày sai rồi, cái này là gắn gắn quy chương, quy chương giải cũng gắn lắm Bình. Đúng rồi, giải cũng gắn với giải chạy cùng dép. Bữa nữa cái mẫu nè. Sao cái gì cục cho cứng cứng lại bữa nha em nội. Ôi chị phá hả? Chị phá nè, bèo. Ê, có chị phá luôn hả? Có hết. À, cái này thì sân cỏ luôn hả? Sân cỏ luôn anh Bình. Em chạy đi chơi á, rứt sườn luôn. Anh Bình, ở nhà tự chế nè anh Bình. Ở nhà tự chế nè, khỏi mua gấp luôn. Ở nhà tự chế luôn hả? Khỏi mua gấp luôn. Thì sao chế được? Hàng hả? Anh Bình lúc mà xe còn chiếc này chiếc mới nè, mới mua luôn. Mới được 2 ngày à. Lúc xe em mất hắn là quá dữ anh em ơi. Xe em mất hắn rồi Bình. Thôi mày ơi, mày tối giờ em nè. Thủ tao không đứt luôn bao giờ. Bây giờ mấy anh em đang đổi dép coi dép chiếc nào mọn hơn nha anh em. Mày đẹp. Mày đẹp. Dép nè. Cái này có mang dép đâu rồi đó. Cái này đi chứ không đâu đó hả? Vừa nữa. Đây đem tiếp đồ đề cho anh. Bây giờ tới chiếc cuối này nha. Anh ơi, còn xe bánh nữa. Ừ, xe bánh nhà thử ơi. Xe bánh nữa hả? Hết điện nữa rồi anh ơi. Đổi 5 cộng. Rồi, rất yêu rồi. Chia tới gáo thiệt. Rồi, xe. Bánh xe miệng hay kìa. Chiếc này chắc mạnh hơn. Hồi nãy chở miệng hả anh? Chiếc này chắc yêu hơn rồi. Anh ơi, còn tụi bố nó xịn nữa nè. Trời ơi, nhảy tông kia. Bố tới chị. Nãy tông kia móc chân dài rồi này. À, đâu vậy em, nãy mà em qua review qua coi coi cái này á, em đổ gì quá trời nè. Đây để em review coi. Cục bo, cục bo, bo đen chi đỏ. Bo đen chi đỏ, cục bo du viên. Đỡ nhiêu cộng? Nào, em này nè. Em này. Đỡ 10 cộng. Đỡ 10 cộng. Có cái bảo nè, cái bảo nè. Có cái bảo nè. Đừng để em tông này chạy vậy chứ xong vậy. Con nè. Con kia mà xin lầy không? Dính nước chó nữa. Đừng. Trời trời cái Yên kìa. Anh Bình. Trời trời. Đừng. Ê, chạy chiếc xe. Còn hết bữa anh Bình ơi. Còn nữa anh Bình ơi. Còn nữa anh Bình ơi. Gì vậy? Đúng luôn. Từ từ. Chưa. Đúng luôn rồi. Đúng đâu? Đúng luôn. Đúng luôn hả? Ơi. Xe này đi một thằng hạ xuống mày. Cút luôn. Ngồi được nè. Rồi, cút đi, cút đi. Dạ, anh Bình. Xe của em này thì độ cũng xương xương, cũng tới gáo xíu nè anh em. Thằng chủ à. Cái kia đang chạy mà. Cái kia mới tưng quá. Ai nó ủi cái chạy lên cổ luôn á. Em cái lắp luôn. Ủa sao lại lắp luôn. Anh Bình có ốc titan nữa anh Bình. Nó
Ồ, có đổ góc vậy anh vô cái dây dầu luôn nha. Thôi thôi, đừng quay. Nè, tới giờ. Kìa. Hư nó cũng gà to quá. Bánh hậu. Lúc này vô. Lỗi 10 cộng đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. 10 cộng bên đen chi đỏ, 7 bình. Ê, bây giờ. Ê, kết quả, kết quả. Kết quả. Cái quần kìa, cái quần kìa. Ghê mày. Thôi. Như tao là bánh rồi bánh á. Hôm nay quay bánh xong cái bóc xe bánh xe luôn. Ở dốc bộ đi xe. Tới em chuyện. Gò hết anh Bình, nóng hèo luôn. Không có ai gọi mà. Anh Bình. Giúp nói luôn hả? Giúp nói. Có ngày giúp em quay nói luôn ha. Dạ. Ồ phục này mới gắn cái vậy mới quá nè. Mới gắn xong xuống Bình luôn á. Mới dỗ bê xuống mệt luôn. Nè. Có khung Bình nè. Khung Bình này chế vô hay sao? Có khung xe nè anh Bình. Hè. Bị một rồi anh Bình, em hè. Thằng làm gì kìa, trời. Trời trời. Anh Bình, anh quay nghệ cả cũ rồi anh Bình. Ủa cái này sao mà nó té được cái này kìa? Cái này nó một em hàng đầm rồi. À hàng lại ha. Dạ, hàng đầm lòng đi xài tiếp. Anh Bình. Sao mua sườn khác luôn hả? Hết sườn rồi, chạy rồi. Anh Bình bị đứt sườn ngay đây nè anh Bình. Ở đây cũng nghệ nè anh Bình. Cũng nghệ gì đây? Đây cũng mới hàng rồi đó. Thì điện còn nuôi luôn. Em là hàng quá trời hàng rồi anh em ơi. Sườn hàng lại khác nhiều á. Từ từ để coi em ông này em làm gì nè. Làm gì? Oh my god! Wow! Dạ, chúng hỏi! Dạ! Dạ! Hỏi em chạy xe đầy xuống dốc không? Tự nhiên đứt sườn rồi. Ôi giời ơi! Châu rồi ăn cái này em lại! Châu luôn! Cá! Sắp sắp cây về cho má nấu cơm em ơi! Cái gì vậy? Chạy luôn anh! Em lại gì vậy? Nó chạy luôn anh! Ông này em làm gì trời? Ê, có chiếc xe nào test được không? Đâu chứ chiếc xe của em này hết rồi. Em hỏng rồi, có phải mất một trăm em chiếc test rồi. Rồi, chạy luôn rồi. Rồi, chạy luôn. Nằm cái tạc. Gì không nổi, xước cái xe vậy chứ. Rồi. Tới chỉ rồi, tới chỉ luôn rồi. Cái xe, muốn có đồng chồng. Để cái anh, dạy em coi cho. Xe này rung quá kìa. Kìa. Bữa kìa. Xe em cũng mệt hay bay bổng nha Bình. Gì không nổi. Kìa. Nặng quá. Đóng hai bay bổng. Đóng lên luôn. Anh Bình. Xích vô kìa, nó né vô kìa, nó chạy kìa. Nhìn em móc đầu anh Bình. Rồi dễ chấm hỏi. Ê, xích về nè. Đây bắt đầu nha. Ê, thằng chỉ sao kìa, đủ vợ nè. Chơi này chạy. Chạy kìa. Sao cũng bơ ra luôn á. Cái gì vậy? Thấy gì chưa, kêu mới đó. Rồi hết vậy luôn. Đâu chơi. Cái gì chơi hả? Ê, chờ đẩy đi, hồi về nữa. Ok. Nhà em đâu mà kẹo, ông hai. Lên đi. Bơ lại. Sợ đang chạy rất cái điện luôn. Y chó cạp. Lấy dây buộc qua đi. Ờ. Cái dây mà. Lấy xuống đụng dây nè. Ờ trời. Cái nước cảm ơn em đã dành thời gian xem hết clip của mình nha anh em. Anh em hãy nhớ đăng ký kênh tao chia sẻ video ủng hộ nha. Chào tạm biệt các anh em, hẹn gặp anh em những clip sau nha. Mấy ông này vừa xế xế rồi mấy ông đi qua đây mấy ông chơi nè. Giữa đập về chạy qua đấy hả? Nước gì vậy cha? Nước anh Bình lần sau làm cái bô hút khủng quá anh. Anh Bình ơi, lần sau cho em mượn cáp bóc đầu nha em Bình. Bóc gớt đại bữa nữa. Anh Bình, cho em mượn cáp bóc đầu cho anh coi nè. Em gớt đại xuống sông thôi. Dĩa cha. Mượn cáp ơi. Kìa. Bình. Em mượn cáp.